Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, hướng dẫn phòng nCoV ở chung cư, người dân sống trong chung cư cần hạn chế nói chuyện, tiếp xúc trực tiếp với các bề mặt khi sử dụng cầu thang máy, cầu thang bộ. Đó là những thông tin mà Bộ Y tế khuyến cáo để người dân sống ở khu chung cư phòng bệnh COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết được tham khảo trên trang vnxpress.net. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch của Bộ Y tế với người dân, cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế như thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, đặc biệt ngay sau khi về nhà, che kiến, mũi, miệng khi ho, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, không khạc nhổ bừa bãi. Người dân cần đảm bảo sức khỏe bằng cách giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống sôi, đầy đủ dinh dưỡng, xúc miệng, xúc họng bằng nước muối hoặc nước xúc miệng thường xuyên. lưu ý vấn đề tiếp xúc, cần thay và giặt sạch quần áo đi làm, đi chơi hoặc đến chỗ đông người ngay sau khi về nhà. Hạn chế nói chuyện, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các bề mặt khi sử dụng cầu thang máy, cầu thang bộ. Hạn chế đến chỗ đông người, đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người. Đặc biệt, cần hạn chế tiếp xúc với người có biểu hiện ho, sốt, khó thở, giữ khoảng cách trên 2 mét và đeo khẩu trang nếu phải tiếp xúc. giữ gìn vệ sinh và tự theo dõi sức khỏe. Người dân cũng cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ hàng ngày bằng các dung dịch tẩy rửa thông thường, đặc biệt là tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can. Thường xuyên mở cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa, thu gom rác hàng ngày và đổ đúng nơi quy định. Mọi người cũng nên tự theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt hàng ngày. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở thì đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với mọi người gọi ngay cho đường dây nóng 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị. Xử lý khi có trường hợp nghi mắc bệnh Khi có trường hợp bệnh xác định, nghi ngờ mắc bệnh, cách ly tại nhà thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Quản lý Trung cư. Với Ban Quản lý Trung cư, Bộ Y tế yêu cầu phải bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy, đảm bảo vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% cồn. Không tổ chức các sự kiện có tập trung đông người tại khu trung cư, khuyến cáo các hộ dân không tổ chức các sự kiện có đông người tại căn hộ. <laughs> khử khuẩn trung cư Khi khử khuẩn trung cư, cần khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung dịch tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% clo hoạt tính hoặc chứa ít nhất 60% cồn. Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. Đối với nền nhà, tường, bàn ghế, các đồ vật tại khu vực công cộng như sảnh chờ, khu vực vui chơi, khu thể dục thể thao, khu vệ sinh chung, cầu thang bộ, thang máy cần khử khuẩn ít nhất một lần mỗi ngày. Đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, nút bấm thang máy, tay vịn lan can, khử khuẩn ít nhất hai lần một ngày. Ngoài ra, Ban Quản lý Trung cư cần thông báo đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ tại khu trung cư như siêu thị, nhà hàng, phòng tập gym, cam kết đảm bảo thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh. Chất thải phải được thu gom và đưa đi xử lý hàng ngày, cung cấp đầy đủ khẩu trang cho người lao động có tiếp xúc với cư dân hoặc khách đến trung cư. Những lưu ý khác thì có trường hợp sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 cần thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương hoặc đường dây nóng 19003228 hoặc 19009095. Đồng thời phối hợp với cơ quan y tế địa phương xử lý khi có trường hợp bệnh xác định, nghi ngờ mắc bệnh hoặc cách ly tại nhà. Với người cho thuê căn hộ chung cư cũng cần yêu cầu người thuê cam kết thực hiện đúng các quy định khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh và quy định của chung cư đối với cư dân Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai là thông tin Những bước vệ sinh nhà cửa cần làm khi có người cách ly tại nhà Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau